đây, chuẩn bị đồ ăn cho con nè. Xin chào khán giả của Hobbit Trang Official. Đào cười với mấy cô cái thôi. Cười nè. Thì có rất nhiều cô chú thương Lê Ảnh lắm, cho nên là thường hay hỏi, đặc biệt là các bạn biết sửa nói là Trâm ơi, bữa nay Lê Ảnh bao nhiêu tháng rồi, và Lê Ảnh ăn những cái gì, rồi Lê Ảnh bổ sung những cái gì, rồi Lê Ảnh bao nhiêu ký, chiều cao nhiêu, đạt tiêu chuẩn hay không. Có rất là nhiều cô chú anh chị rất là quan tâm. Thì ngày hôm nay là hai vợ chồng Trâm là sẽ chia sẻ rất là rõ về cái vấn đề ăn uống của Lê Ảnh luôn nha. Thì bữa chúng mình đi chích người cho Lê Ảnh là bữa đó là bác sĩ nói sao chồng? Bác sĩ nói là Luver được cân nặng tiêu chuẩn nha, là khoảng là 9kg nè mọi người. Ở nhà mọi người cứ tưởng là Lion thiếu ký, nhỏ con, nhưng mà bác sĩ kêu trộm vía là đủ tiêu chuẩn. Trâm á nè, bản thân Trâm là cứ mỗi lần mà đi chích ngừa là thường hay cân với đo, thì cứ nghĩ Lion là nhìn nhỏ con như vậy thôi, nhưng mà ổng chắc xương, ổng chắc, nhìn ổng rất là chắc luôn. Mà bữa nay 10 cái là biết đi rồi mấy cô. Thì đi xuống bác sĩ mới la Trâm, nói kêu trời ơi, người ta đặt tiêu chuẩn vậy thôi chứ muốn gì nữa. Tuy là Lê Ảnh không có bụ bẩm, nhưng Lê Ảnh phát triển toàn diện luôn. Đó là cái điều mà Trâm với anh Trọng rất là vui. Cho nên mỗi lần đi khám về là không có bị áp lực cho cả nhà. Thì hôm nay là Trâm sẽ chia sẻ với mọi người một cái bí quyết làm sao để cho Lê Ảnh tăng cân, tăng cân đạt tiêu chuẩn nào, tăng trưởng chiều cao đạt tiêu chuẩn như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào bếp cùng Trâm để mà làm một cái món phụ cho Lê Ảnh. Thường á là Lê Ảnh ăn những bữa chính xong thì thường là Trâm sẽ cho Lê Ảnh ăn món phụ, bữa phụ nữa. Thì bữa phụ á thì bữa thì Trâm sẽ ăn cho này, bữa ăn cái kia, nhưng mà ngày hôm nay Trâm sẽ làm một cái món này mà rất là thích của Lê Ảnh luôn. Lê Ảnh cực kỳ mê luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bếp nha. Rồi bây giờ thì tất cả các mẹ bị mê cùng Trâm làm món ăn phụ cho Lê Ảnh nha. Thì hôm nay là Trâm sẽ làm một cái món mà Lê Ảnh cực kỳ thích luôn. Mà trước khi Trâm làm thì Trâm sẽ chia sẻ một tí xíu. Có rất là nhiều mẹ bỉm sữa hay nghĩ là làm cái món phụ để làm cái gì, vừa tốn thời gian vừa mất sức nữa, mà nhiều khi cho con ăn nhiều chất béo quá là con sẽ trở nên béo phì, không có quan trọng đâu, mà cũng chả dinh dưỡng gì nếu mà ăn món phụ. Cái đó là suy nghĩ của nhiều mẹ bỉm sữa, nhưng mà đối với Trâm thì cái bữa phụ nó rất là quan trọng và nó đóng góp một cái vai trò làm cho con mình có thể phát triển toàn diện hơn. Thì cái bữa phụ mà Trâm hay cho Lê Ảnh ăn đó chính là bánh sữa. Thì tùy vào suy nghĩ mỗi người thôi, nhưng mà theo Trâm nghĩ thì cái bữa phụ đó là ngoài cái việc là nó cung cấp đủ dưỡng chất cho con, mà nó còn giúp cho con mình nó có một cái năng lượng. Năng lượng để chi? Để nguyên một ngày trời con mình nó hoạt động, nó vui chơi nè, nó trở nên năng lượng hơn. Đợt vừa rồi Trâm cứ đưa Lê Ảnh đi chích ngừa thì Trâm có gặp được bác sĩ dinh dưỡng và Trâm cũng tham khảo ý kiến của bác. Thì bác có khuyên là làm gì làm phải bổ sung cho con mình đủ 4 nhóm dưỡng chất quan trọng nhất. Đó chính là một là đường bột nè, 2 là đạm, 3 là béo và vitamin, 4 là khoáng chất. Mình bổ sung cho con mình đủ 4 cái nhóm dưỡng chất này thì con mình nó sẽ phát triển toàn diện hơn, đặc biệt là chất béo. Nếu như mà mình sử dụng những cái chất béo mà được có trong những sản phẩm tự nhiên, ví dụ giống như là dầu ép lạnh nè, sữa nè và các sản phẩm từ sữa, thì giúp con mình sẽ hòa tan và hấp thu tốt hơn các vitamin, ví dụ như là vitamin A, vitamin D và vitamin E. Đó, thì nó sẽ hòa tan trong chất béo. Thì bây giờ là Trâm sẽ làm cái món phụ này với lại ván sữa Monte. Đây, đây là ván sữa Monte kỹ mới nè cả nhà. Đó, lát xích nè, ngon lắm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua dùng cái ván sữa này cùng với trái cây làm món phụ cho Lê Ảnh. Một củ như thế này là 55g nha. Rồi bây giờ sẽ cho mọi người coi bên trong nè. Wow, rất là béo luôn, rất là ngậy, rất là thơm ngon. Nice. Thì đầu tiên là mình sẽ cho trái cây lên vô trước nha cả nhà. Thì ở đây là Lê Ảnh thích ăn nho, mọi người có thể đổi qua vị trái cây khác tùy vào vị thích của mấy bé nha. Bé thích nào ăn trái cây nào thì mình làm cái đó ha. Lê Ảnh thích ăn nho, mình chăm làm nho với lại thanh long, hoặc là mình có thể đổi qua bơ, rồi táo, chuối. Rồi sau khi bỏ trái cây xong thì mình sẽ cho cái lớp ván sữa này ở trên. Hấp dẫn quá. Rồi mấy
chị có biết lý do tại sao mà trong quyết định là chọn ván sữa Monte không? Tại vì trong cái chất béo của ván sữa Monte là nó có thể hấp thu và hòa tan được các vitamin. Ví dụ như là vitamin E là nó sẽ giúp cho con mình nó tốt về cái hệ miễn dịch. Rồi vitamin A là giúp con mình bổ mắt. Vitamin D là sẽ giúp cho con của mình nó phát triển về cơ xương, làm cho con mình cao lớn hơn. Đó, thì mấy chị cũng thấy là bé Trâm có thể dùng cái ván sữa này để mà biến tấu ra nhiều cái món ăn bữa phụ cho con mình không bị ngán. Ví dụ như bữa nay Trâm cho trái cây loại này, ngày mai Trâm cho trái cây loại khác. Hoặc là mình có thể làm bánh, bí đỏ nè chung với lại ván sữa. Hoặc là mình có thể làm trộn salad cho con mình. Đó, rất là nhiều cách để mình có thể mà biến tấu cái món ăn nó trở nên đa dạng hơn và giúp con mình nó thích thú hơn, nó kích thích cái thị giác, cái vị giác của con mình nhiều hơn. Cái ván sữa Monte này nó ngon như thế nào mà con của mình ngày nào cũng ghiền ha. Thì mình sẽ thử một miếng nha. Nice. Một cái vị rất là thơm ngon nha cả nhà. Bởi vậy đó là lý do bí quyết tại sao mà Leon cực kỳ thích ăn cái ván sữa này luôn. Mà Leon bây giờ là Trâm nó cho ăn một cúp rồi. Còn mấy bé mà dưới tuổi của Leon, ví dụ như từ 6 tháng trở lên, thì mình cho mấy bé ăn nửa cúp thôi. Còn Trâm bây giờ Leon đã 10 tháng rồi, nhiều khi ông ăn một cúp này không có đã thèm cái miệng của ông nữa. Xong chưa? Đi xong rồi, chưa? Đi xong rồi ăn đi. Rồi, đi vô ăn đi con. Đây cho chồng thử một miếng ngon nha. Kìa. Ủa ba cho con nè, cho ba trước nè. Ủa gì ngon à? Ngon ha. Quá ngon luôn. Rồi bây giờ tới Leon nè. Ngon lắm, mềm. Rồi. Đây, ba sẽ đút cho con ăn. Rất là ngon. Tuyệt vời. Ba lấy nhỏ cho em, Nó thèm là ngon lắm. Yummy. Ngon không? Dìu lá anh đi khen nghe dìu. Trời ơi, ba cho Leon ăn kỳ quá mấy cô ơi. Ba chậm cho Leon ăn gì đâu mà qua này dứt miệng tùm lum cho người ta đập bàn, người ta đòi ăn kìa. Ok. Người ta đập bàn kìa. Đây nè, để mẹ cho ăn nè. Đó, mấy chị cứ làm theo giống như bé Trâm nha, cho một tí xíu trái cây vô thì nó kích thích cái vị giác cũng như là khứu giác của em bé, rồi làm cho em bé nó thích ăn hơn nữa. Đặc biệt là những cái loại trái cây mà em bé nó thích ăn đó, mình cho chung vô với lại cái ván sữa Monte này cả nhà, ngon lắm nha. Leon ơi, là trộn le lưỡi ra liếm rồi. Giỏi quá phân khích đây, đợi dỗ á. Ba cho ít thôi. Dạ, mấy cô thấy không, trộn vía là Leon rất là hợp tác luôn. Mỗi lần mà bé Trâm cho Leon ăn bữa phụ là anh rất là ghiền. Họ cho ăn mà cứ lớn lửa đây nè. Thì khi mà để mà tìm ra được một cái món phù hợp với lại con mình và con mình thích ăn á là cả một cái quá trình đó mấy chị. Lúc đầu thì Trâm cũng đã tìm hiểu rất là nhiều món phụ rồi. Trâm cũng tự tay làm bánh rồi này kia, nhưng mà Leon là không thích ăn, cứ phun ra. Nhưng mà đến khi mà Trâm đã lựa chọn được cái sản phẩm Monte rồi á thì thật sự là Leon nó rất là thích. Và Leon cái này rồi đây nè, ba cho con ăn nè. Đưa cho con nè. Rồi con chưa? Ở trước đó là Monte là có cái vị vani. Bữa nay mới ra cái loại mới đó là Monte Classic này cả nhà. Đó, cái vị này cực kỳ ngon luôn. Lê Anh cực ghiêng ăn luôn. Đấy, há miệng liên tục mà. Sao ít lờ. Phải lấy cái nhé bước mày. Nó ngồi kéo cái tay bà cho nên là cả nhà cũng biết đây là sản phẩm mà không có chất bảo quản cho nên cực kỳ an toàn cho con luôn. Và khi mà Trâm nghiên cứu về cái sản phẩm này thì Trâm thấy là được chiết xuất từ 100% sữa tươi mà sữa tươi ở cao nguyên nữa. Mà mọi người cũng biết là sữa tươi ở cao nguyên thì nó quá đầy đủ dinh dưỡng rồi, đã là quá tốt rồi. Cho nên khi mà mình ăn cái sản phẩm này thì nó sẽ có một cái lớp ván sữa. Đó, một lớp ván sữa thuần khiết luôn nha cả nhà. Rất ngon, nó không có vị khác và nó phù hợp cho những cái bé nào mà ăn dặm.
Ăn dưa lê hành bữa nay là 10 tháng rồi, thì mỗi lần ăn bữa phụ là chăm cho ăn một cúp kèm với lại trái cây, để nó kích thích được cái vị giác và khứu giác của con hơn, và nó làm cho bổ sung nhiều cái chất dinh dưỡng, ví dụ như là vitamin A, vitamin D, vitamin E cho con, đặc biệt là canxi để mà phát triển về chiều cao cho con. Nhanh quá ta. Ngon lắm, đàn thân ở miệng liên tục. Bản thân chăm nó, chăm còn thích ăn, đừng nói chi là con nít nữa. Nhiều khi á thèm quá cũng lấy một hộp ra, cũng cắt trái cây vô rồi trộn lên ăn. Chăm chăm, chăm chăm, chăm cho mẹ chăm ăn miếng nha. Chăm chăm. Ghiền. Ngon nhận ngon thiệt luôn á trời. Không nói ngon nó mới mở miệng chỗ đó, chứ bình thường không ngon là nó cung rồi. Mẹ ăn hết rồi nè. Thế nó mở miệng say XL chưa? Cả nhà ngộ lắm nha. Ăn cháo á là mở miệng say S. À, ăn trái cây á mở miệng say L. Mà mỗi lần ăn với sữa Monte á với lại trái cây á là mở miệng say XL. Là cả nhà hiểu sao rồi đó. Ngon không? Đây là ngon không? Ừ, để nè, cái miệng nè, mở miệng say XL nè. Ở đây, ok em để đây. Nè nói âm nè. Ý. Đây. Nước lên đây, nước ba này bà cho anh này. Âm nè, gần hết rồi nè con ơi, chỗ ba đút gì đâu mà ba lấy giấm sữa ba cho ăn, là chơi ngồi trái cây ba để lại nè. Đây, âm. Trời ơi ngon quá. Đó, cho nên là các mẹ nhớ bổ sung chất béo cho con, đặc biệt là chất béo của bán sữa Monte nha. Tại vì khi mà chúng ta ăn cái bán sữa Monte này, nó sẽ cung cấp 30-40% cái năng lượng cho con mỗi ngày, giúp cho con vui khỏe hơn, vui vẻ hơn và chơi cả ngày không có bị mà tụt năng lượng cả nhà. Đó. Và khi mà chúng ta sử dụng cái này thì chúng ta còn hấp thụ cho con mình đó là vitamin E nè, canxi và cả chất xơ nữa. Thì cái này các mẹ cứ ngoài mẹ bỉm sữa nào mà chuẩn bị bắt đầu cho con ăn dặm thì mình hãy nghiên cứu về cái sản phẩm Monte này nha. Đặc biệt là cái vị mới này đó là vị classic cực kỳ ngon luôn. Rồi, giờ âm đó nè. Vitamin A, vitamin D, vitamin E. Nè, âm này con. Rớt cái gì vậy? Rớt hộp dưới đây rồi hả? Ở đây mẹ lấy cho rồi con cầm lên đi. Rồi con cầm lên. Cầm lên cho. Đây. Tới lúc cái tuổi chơi cầm lên xong dục. Ý cạo bạch con. Dạ, ba còn miếng ba cho luôn đi nè. Đây. Tay chân là ngồi là không bao giờ ngưng nghỉ cho hoạt động liên tục vậy đó. Cho nên ăn bao nhiêu á cũng vô vận động hết trơn rồi. Ba trời biết là nó rất là lanh lợi nha mấy cô. Chịu chơi dữ lắm. Cho nên là nhiều khi mấy cô chú nó là ủa sao không thấy liền bụ bẩm này kia. Bụ bẩm sao nổi. Ăn bao nhiêu vô ông hoạt động nguyên một ngày trời, nhúng rồi nhảy rồi bò rồi trường rồi bước đi rồi. Trời ơi ông leo ông đập đồ này ông đập đồ kia phá dữ lắm. Cho nên là bởi vậy là mẹ chăm là tao nói cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho luôn. Mà miễn sao là con mình nó khỏe mạnh là được rồi. Con mình nó đủ dưỡng chất và nó lên ký điều là ok. Chứ bản thân chăm nó thì cũng không có muốn con mình nó bụ bẩm đâu cả nhà. Âm nè còn mấy miếng cuối cùng nè. Âm nè. Đó vỗ tay. Trời ơi, bây giờ một hũ nữa cũng hết nên chứ đừng nói là mà. Khỏi cày mặt bây giờ. Đây. Vỗ tay. Rồi, đã xong rồi nha các cô ơi. Vậy là xong một bữa phụ rất là ngon của Lê Hình rồi. Và các cô cũng thấy là Lê Hình rất là phấn khích khi mà ăn cái món bánh sữa bằng tè đúng không? Vậy thì các cô nhớ bổ sung cho con của mình. Và hãy biến tấu một chút trái cây hoặc là mình có thể làm bánh hay làm cái gì đó khác lại cho con mình nó ăn, nó kích thích vị giác nha. Con ơi, con lá gì hiểu không? Ở đây mẹ ôm. Ở đây mẹ ôm nè. Ai ba. Chân. Thôi, bây giờ chào mấy cô đi nè. Anh dâm, con căng da bụng trùng da mắt rồi. Căng da bụng trùng da mắt rồi. Thôi, chào mấy cô nè. Chào mấy cô. Bye bye mấy cô nha. Bye bye mấy cô. Đó, đó. Bye bye. Đó, đem mấy bài, dạy mấy bài. Vỗ tay mấy bài. Mấy bài mấy cô đi. Vỗ tay. Bye bye. Tuyệt vời. Bye bye. Tuyệt vời. Giỏi quá, yeah. Giỏi quá.
Yeah. Rồi mấy bà mấy cô nha. Còn mấy bài hoài luôn á. Mấy bài tới bài luôn á. Rồi mấy bà tới bài luôn á. Rồi xong.